năm điểm Trường Giang đã học trấn thành Hari Won khi làm đám cưới với nhà Phương. Điểm đầu tiên, đám cưới trấn thành Hari Won bắt đầu được rò rỉ qua bức ảnh chiếc thiệp cưới cầu kỳ được một người bạn chia sẻ với báo chí. Trước đó, cặp đôi này hoàn toàn không tiết lộ với người hâm mộ. Kịch bản tương tự diễn ra với đám cưới nhà Phương Trường Giang, khi trước đó nhà Phương nhiều lần từ chối trả lời phóng viên về chuyện tình cảm cũng như dự tính về tương lai với bạn trai. Trước đó, Trấn Thành khẳng định chưa nghĩ đến chuyện cưới xin và muốn dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về bạn gái. Sau đó, nam nghệ sĩ còn viết tâm thư, tiết lộ rằng Hari Won đang bị trầm cảm, cả hai từng muốn tự tử vì không chịu nổi áp lực. Sau cùng, anh để lộ bức ảnh chụp thử váy cưới của nhà thiết kế Trung Thành Phong cùng Hari. Cùng có chung nhà thiết kế là điểm trùng hợp thứ hai giữa hai đám cưới. Nhã Phương không chia sẻ bất kỳ điều gì về ngày trọng đại mà để chính Trung Thành Phong đăng tải trên trang cá nhân. Cặp đôi Trấn Thành Hari Won không giữ nhiều bí mật về những bộ hình chụp đôi lãng mạn, nhưng hạn chế nói về chuyện hôn nhân trước đám cưới. Trong khi đó, Trường Giang không công khai bất kỳ hình ảnh nào dù ngày cưới đã cận kề, dù trước đó anh và bạn gái nhiều lần khiến dư luận bất ngờ khi chụp ảnh cưới cho các sản phẩm của mình. Điểm thứ ba của hai đám cưới đó chính là chuyện người thứ ba. Với Trấn Thành, anh chia sẻ khá thẳng thắn về việc mời tình cũ Mai Hồ tới dự đám cưới. Mặc dù vậy, cô không có mặt trong ngày vui của anh và Hari Won để tránh những ồn ào không hay. Trong khi đó, nam em, người được xem là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Nhã Phương Trường Giang, lại khá thoải mái chia sẻ với phóng viên khi được hỏi về lễ cưới của tình cũ. Về phía nghi lễ, Trấn Thành Hari Won làm ngắn gọn hơn theo nghi thức Hàn Quốc, thậm chí không có màn đón dâu khiến nhiều người bất ngờ. Cặp đôi Trường Giang Nhã Phương lại thuê hẳn một resort 5 sao ngay sát bờ biển để làm lễ đính hôn đầy lãng mạn. Dù thông tin này được chia sẻ rộng rãi, nhưng lực lượng an ninh thắt chặt khiến truyền thông chỉ có được những hình ảnh hiếm hoi. Điểm giống nhau thứ tư là ngay trước đám cưới, những bộ ảnh được báo chí đưa lên rầm rộ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của người xem. Nhã Phương, Trường Giang cũng nhân cơ hội này để khoe chiếc váy cưới. Bộ ảnh của hai cặp đôi được thực hiện khá giống nhau về ý tưởng. Cả hai đều lấy điểm nhấn vào cảm xúc của cô dâu và chú rể. Điểm cuối cùng cũng chính là điểm quan trọng nhất, đó chính là địa điểm đám cưới tại một khách sạn lớn tại Sài Gòn với số lượng khách mời hạn chế gồm nhiều ngôi sao hạng A trong showbiz. Cũng giống như Trấn Thành, Trường Giang muốn giữ sự riêng tư cho gia đình và các khách mời nên đã chuẩn bị sẵn lực lượng an ninh để có những hình ảnh trong hôn lễ không lọt ra ngoài. Tổ chức đám cưới như siêu sao thế giới, Trường Giang giàu có đến mức nào? Danh hài Trường Giang sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Thời chưa ai biết đến, anh từng hai lần bị đuổi học tại trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh vì thiếu tiền học phí và phải bươn chải cuộc sống bằng đủ thứ nghề như giao hàng, phát tờ rơi, nhân viên phục vụ. Sau sự giúp đỡ của nghệ sĩ Hữu Lộc để đi diễn như vai hài kịch nhỏ lẻ, Trường Giang dần dần được nhiều người trong nghề, khán giả quan tâm. Trải qua hơn 10 năm kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật, hiện tại Trường Giang đã có vị trí nhất định trong làng giải trí. Không chỉ có thu nhập ổn định từ việc đóng phim, tham gia game show, đi diễn hài, làm hình ảnh đại diện, Trường Giang còn đang sở hữu khối tài sản nhiều người phải ao ước. Xế hợp gần 2 tỷ đồng. Nhiều năm qua, Trường Giang vẫn trung thành với chiếc xe hơi Mercedes C300 màu đỏ, có trị giá gần 2 tỷ đồng. Xế hợp hạng sang này được Trường Giang mua để thuận tiện hơn cho việc đi lại tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như đi diễn ở các tỉnh lân cận. So với nghệ sĩ khác ở làng giải trí, xế hợp của Trường Giang chưa phải ở mức giá cao nhất. Những chiếc xe hơi này lại phần nào giúp cho danh hài xứ Quảng khẳng định cuộc sống giàu sang sau nhiều năm vất vả, làm việc và xây dựng tên tuổi. Nhà hàng riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài nghệ thuật, trong năm 2017, Trường Giang còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Để có cơ ngơi chuyên phục vụ những món ăn dân dã của Quảng Nam, nghệ sĩ sinh năm 1983 cũng phải đầu tư số tiền khá lớn cho không gian, nội thất. Qua tìm hiểu được biết, nhà hàng riêng của Trường Giang tọa lạc ở con đường trung tâm quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm không phải ai cũng dám đầu tư để kinh doanh ăn uống vì mọi chi phí đều ở mức cao. Thời gian đầu mở nhà hàng, Trường Giang cũng gặp khó khăn nhất định khi vướng phải nhiều luồng ý kiến trái chiều về thực đơn, giá cả và thái độ phục vụ của nhân viên. Tuy nhiên hiện nay, nhà hàng của Trường Giang đã khắc phục mọi thiếu sót để duy trì hoạt động. Căn biệt thự gần biển Phú Quốc có trị giá 15 tỷ đồng. Cách đây ít ngày, Trường Giang có tiết lộ vừa mua căn biệt thự ở biển Phú Quốc để làm quà mừng sinh nhật tuổi thứ 34. Đây chính là tài sản lớn nhất mà diễn viên Taxi Em Tên Gì phải dành dụm nhiều năm mới có thể sở hữu được. Dù không chia sẻ về giá trị cụ thể của căn biệt thự, song theo nhiều nguồn tin thân cận,
biệt thự xa hoa của Trường Giang có giá đến 15 tỷ đồng. Ngoài không gian rộng rãi, thoáng đãng, tiền chi phí để Trường Giang có nội thất, vật dụng, ưng ý trong nhà cũng ở mức không hề nhỏ. Sở hữu fanpage gần 2 triệu người theo dõi, phủ sóng dày đặc trên truyền hình. Theo thống kê của giới truyền thông, 2 năm gần đây, Trường Giang và Trấn Thành chính là hai danh hài có mật độ phủ sóng nhiều nhất ở làng giải trí trong nước. Bên cạnh việc tự tổ chức những live show hoành tráng hàng năm, Trường Giang còn xuất hiện đều đặn trong các game show truyền hình với loạt vai trò như MC, người chơi, giám khảo, huấn luyện viên và tham gia cả lĩnh vực phim ảnh, đóng quảng cáo. Theo giới thạo tin tiết lộ cách đây không lâu, để Trường Giang xuất hiện trong mỗi tập phát sóng của game show, các nhà sản xuất phải chi số tiền từ 30 đến 60 triệu đồng. Dù không thường xuyên đóng phim, song giá cát xê hiện tại của Trường Giang cũng đang ở mức cao nhất. Trên mạng xã hội, Trường Giang còn đang sở hữu fanpage gần 2 triệu người đang theo dõi và tương tác. Đám cưới Trường Giang Nhã Phương hé lộ trọn bộ ánh cưới siêu lung linh khiến ai cũng ganh tị. Sau bao sóng gió thì bộ ảnh đầy ngọt ngào này chính xác là một cái kết thật đẹp cho cặp đôi nghệ sĩ gốc Quảng Nam. Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thì đám cưới của cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt Trường Giang Nhã Phương sẽ được diễn ra. Những ngày qua, từ hình ảnh thiệp cưới, số lượng khách mời, an ninh tiệc đều được hé lộ tất tần tật. Tuy nhiên, một khoảnh khắc của cặp đôi trong trang phục cô dâu chú rể vẫn khiến mọi người mong đợi nhất. Và chẳng cần phải đợi thêm lâu nữa, trọn vẹn bộ ảnh cưới cuối cùng cũng đã được lộ diện. Theo đó, nhà thiết kế Chung Thanh Phong là người đã chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này. Anh là người đảm nhận trang phục cho cô dâu trong ngày trọng đại nên thường xuyên chia sẻ những gì độc quyền nhất. Được biết, đây cũng là bộ ảnh mà Chung Thanh Phong và ekip dành nhiều tâm huyết để hoàn thành chỉnh chu. Hai nhân vật chính đều có tính cách đơn giản nên đã chọn tông màu trắng chủ đạo và thực hiện bộ ảnh trong không gian tao nhã tại studio. Ngoài ra, chính nhà thiết kế cũng đã phải căn chỉnh sắp xếp từ các mẫu thiết kế đến khung hình vô cùng kỹ lưỡng để tôn lên được đôi tiên đồng ngọc nữ của showbiz, đảm bảo việc mang đến những bức ảnh cưới ngọt ngào, tự nhiên nhưng không kém phần hiện đại, đẹp mắt. Cặp đôi rất ăn ý nên khi thực hiện bộ ảnh, họ rất dễ dàng pose dáng, vừa ngọt ngào, vừa tự nhiên. Thời gian để lên ý tưởng và thực hiện 3 váy cưới, 1 bộ vest cho cặp đôi mất khoảng 1 tháng. Đám cưới của họ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tới. Và đây như một lời khẳng định của Trường Giang để các bánh bèo không còn vây quanh anh nữa. Dù có bao sóng gió thì họ vẫn trở về với nhau và thực hiện một lễ cưới hoành tráng. Hé lộ những sao Việt nổi tiếng đầu tiên tham dự đám cưới Trường Giang, Nhã Phương. Khá nhiều sao Việt đã xác nhận mình đến tham dự lễ cưới và tham gia vào những tiết mục góp vui trong chương trình. Từ bao lâu nay, Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp đôi gây được sự chú ý của khán giả khắp nơi về chuyện tình của họ. Từ những hình ảnh thân mật, cầu hôn, tình tay ba đều đã tốn không ít giấy mực của truyền thông. Sau bao nhiêu sóng gió, rào cản, thì vào tối ngày 24 tháng 8 vừa qua, cả hai đã tổ chức lễ hội trước sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình. Đây là một sự kiện cực hot, nhưng đôi uyên ương này đã giữ bí mật hết các thông tin và hình ảnh. Vốn kín tiếng nên ngày trọng đại của cặp đôi được bảo vệ nghiêm ngặt với hơn 50 bảo vệ và vỏn vẹn có khoảng 200 khách mời đều là người thân trong gia đình tham dự. Bên cạnh đó, theo như thông tin của các khách tham gia, thì lễ cưới của họ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25 tháng 9 sắp tới. Đồng thời, địa điểm sẽ là một khách sạn 5 sao nằm ngay trung tâm thành phố. Nơi đây đã tổ chức rất nhiều sự kiện hot của làng giải trí Việt. Và vài ngày gần đây, các nghệ sĩ đã bắt đầu xác nhận việc mình sắp xếp lịch trình để tham dự đám cưới của Trường Giang. Nhiều người còn tiết lộ mình sẽ tham gia hát hò trong sự kiện đặc biệt của Mười Khó. Đàm Vĩnh Hưng đã dành hẳn một ngày không nhận show, chỉ để đến tiệc cưới của Trường Giang. Bởi lẽ bấy lâu nay, Mr. Đàm giữ mối quan hệ khá tốt với cặp đôi này. Đăng Trường vừa đi lưu diễn và anh hy vọng sẽ đáp kịp máy bay đúng ngày tổ chức tiệc cưới. Đức Phúc còn lầy lội đến mức điện thoại thẳng cho nam danh hài để biết ngày đi dự đám cưới. Anh hứa hẹn sẽ hát ca khúc Ánh Nắng của anh trong lúc đưa cô dâu lên khán đài. Theo như danh sách nội bộ chia sẻ thì Diệu Nhi, Thúy Ngân cũng là một trong những người bạn học được mời đến dự tiệc. Tố My là một trong những khách mời dự đám cưới và cô sẽ hát một ca khúc như kể lại chuyện tình yêu của Trường Giang và Nhã Phương.